hạnh phúc ngỡ như suốt đời, hẹn ước xanh đôi vừa chào sao đánh rơi. Tình yêu và cuộc đời tôi bỗng dưng nay sao rồi bời, dày bờ vai mà chúng ta giờ không thành đôi. Kế bên đây thôi mà trái tim quên mất rồi, giờ ký ức anh và em theo gió trôi. Người anh nhớ lắm, thương lắm, cớ sao giờ cảm thấy xa xôi. Hình dung anh luôn thân quen, nhưng cảm giác chẳng phải lúc xưa. Vừa ngày hôm qua em vốn dĩ vẫn luôn là người cất bước đi cùng anh, ngờ đâu yêu thương mong manh. Để giờ đây em như lữ khách ngang cuộc đời nhưng không bên anh. Anh hôm nay không còn em đứng bên cạnh. Con nè. Dạ. Má đi gặp bác sĩ hỏi chút chuyện. Con ở đây coi chừng Mỹ Anh giùm má nghe. Dạ. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Trần Hải Đăng. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời của em. Mỹ Anh sao rồi anh? Tỉnh lại chưa? Mỹ Anh vẫn còn hôn mê. Sao lại bất cẩn như vậy chứ? Em nghe tin mà bàng hoàng, em vội chạy tới liền luôn á. Anh nghe điện thoại. Nếu chị ta tỉnh lại và vạch trần mọi chuyện, mình nhất định chối phật. Mình sẽ nói do chị ta bị chấn thương đầu nên nói năng bậy bạ. Chị không có bằng chứng gì, mình không phải sợ.
Chuyện chị ta bị té cũng vậy, không phải tại mình. Đó là gương mặt của mình mà. Là một người khác với gương mặt của mình sao? Không đâu, chắc chỉ là giấc mơ, là mơ thôi. Bác à, alo, tôi đang ở bệnh viện, tôi không có về được. Con có việc thì cứ về đi. Hải Đăng với Việt Lâm cũng vậy nữa, về đi tụi con. Con nhỏ cũng đã tỉnh rồi, tụi con cũng không cần phải lo lắng gì nữa đâu. Không được, con không có bỏ em ở lại đây được. Anh Hải Đăng, anh nói với mọi người giùm em, bây giờ mà không có về được. Không sao, anh sẽ nói lại. Dạ, con có cuộc họp quan trọng ở công ty rồi, bây giờ con phải về. Má cảm ơn con nhiều lắm. Nhờ có con mà con bé mới được cứu như vậy. Dạ, con về nha. Bác sĩ. Bác sĩ, em tôi tỉnh lại rồi đúng không? Nó có nói gì không? Tôi vô thăm nó được không? Tình trạng bệnh nhân hiện tại chưa ổn định, đầu cô ấy còn đau, xin người nhà đừng làm phiền. Việt Lâm nè, con cứ đi về đi, chứ ở đây cũng đâu có được vô trong đó đâu. Nếu mà có chuyện gì á thì bác sẽ gọi điện cho con liền. Con muốn ở đây với Mỹ Anh. Con nghe lời bác, cứ đi về lo công việc đi. Ở đây có bác với lại Minh Anh lo cho em nó rồi. Con yên tâm đi. Tội nghiệp cho cổ á, tai nạn liên miên. Nhưng dù sao bây giờ tỉnh lại cũng là tốt rồi. Cũng may mà anh hai đi thang bộ anh phát hiện, chứ chỗ đó vắng vẻ như vậy, tai nạn nặng, không chết vì chấn thương thì cũng chết vì mất máu. Không hiểu tại sao Mỹ Anh đi thang bộ mà không đi thang máy. Thì cái xui đến khiến vậy đó. Xin em tha lỗi cho anh. Minh Anh, xin em bỏ qua hết những chuyện không vui và cùng anh đi hết quãng đời còn lại làm vợ anh nha. Sao em có thể mặc được mấy bộ đồ này vậy? Chị mặc vô thấy nó kỳ kỳ sao? Có đâu, tôi á thì lại thấy á,
nó rất là trẻ trung, hợp với chị lắm á. Đúng rồi, chị cho tôi mượn cái này luôn đi. Không được, không được mà. Chị không thể cho em mượn, không có nên. Một chút đi rồi tôi trả chị nè. Thôi, chị đã nói là không được mà. Trả lại cho chị đi. Thôi, đừng có ích kỷ với tôi vậy mà. Không cho em mượn được mà. Thôi, đừng có ích kỷ với tôi, cho tôi mượn đi. Trả lại cho chị đi. Tôi sẽ trả chị liền mà. Mỹ Anh, Mỹ Anh, con có nhận ra ai đây không? Đây là anh Hải Đăng, anh rể của con đó. Con có nhớ không? Còn đây nữa, con qua đây. Nè, xích vô. Đây là Minh Anh, chị em song sinh với con đó. Con có nhận ra không? Phải đó. Chị là chị của em nè. Em có nhớ ra chị không Mỹ Anh? Chuyện gì vậy? Tại sao? Mình không hiểu gì hết. Cả bệnh viện đang nói về sự phục hồi thần kỳ của cô đó. Mỹ Anh à, tôi rất vui và ngưỡng mộ ý chí của cô. Chắc cô cũng đã biết, chính tôi là người đã thực hiện cả phẫu thuật tái tạo gương mặt xinh đẹp cho chị gái của cô. Hôm nay tôi cần kiểm tra một số thứ để xem xét đưa ra hướng phẫu thuật. Cô có đồng ý hợp tác với tôi không? Phẫu thuật thẩm mỹ, lấy lại gương mặt sao? Cô xô cậu xuống cầu thang có đúng không? Tôi không có. Là Mỹ Anh tự té. Sao tôi phải hại nó chứ? Vì cô không muốn cổ trở thành nhân viên kinh doanh, không muốn cổ nhận được tất cả những lời khen. Còn cô thì lôi ra sự xấu xa, ích kỷ và vô đạo đức của mình. Anh đừng có mà đứng đây chụp mũ tôi. Tôi là người như thế nào mặc xác tôi. Mà anh nhìn lại bản thân của mình đi. Anh tốt đẹp quá. Nè, cái gì nữa đây? Chồng cô đã trả laptop lại cho tôi rồi. Coi chừng gậy ông đập lưng ông đó. Tôi tự biết lo chuyện của tôi. Nếu anh mà dám vạch trần tôi thì má anh, các em anh, tất cả mọi người sẽ nhìn thấy hết những tấm hình đó. Là vợ mình đẩy Mỹ Anh té xuống cầu thang. Tại sao cô lại làm vậy chứ? Con Diệp Lâm, mối quan hệ giữa anh ta và vợ mình là sao? Còn những tấm hình mà vợ mình nhắc tới là gì? Sao lại liên quan tới gia đình Diệp Lâm chứ? Mệt quá, má ngủ quên chút.
Để con vô gặp chị con. Con vô một xíu rồi ra liền. Vậy để má vô với con. Chị con đang ngủ. Vậy thôi, đi ra ngoài đi con. Đi. Má à, má về nhà nghỉ ngơi đi. Con thấy má mệt lắm rồi đó. Má nghe lời con đi má. Về nhà thì má không có yên tâm. Má à, má ở đây cũng đâu có làm được gì đâu. Chi bằng má về nhà nghỉ ngơi. Sáng mai má vô thay cho con về đi làm. Ờ, thôi cũng được. Má về. Nhưng mà nhớ, có chuyện gì thì gọi điện cho má liền nghe. Con biết rồi. Con ngồi đi. Con nhỏ Mỹ Anh sao rồi con? Con thấy cũng ổn rồi. Ờ. Chắc là sắp xuất viện rồi đó. Ờ. Tội nghiệp. Chân cẳng yếu đuối quá mà. Cho nên mới bị té vậy đó. May mà không nguy hiểm tới tính mạng. Nhờ anh Hai phát hiện sớm. Nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Ừ. Má vẫn thường than phiền là chị dâu con thay đổi theo chiều hướng tiêu cực, xấu đi kể từ sau tai nạn. Nhưng có điều này má thấy là tình thương của nó với em gái không hề thay đổi. Con thấy không? Nó ở trong viện từ trưa cho tới giờ, không kịp về nhà để tắm luôn đó. Dạ, con nghe mọi người nói chị cũng hoảng loạn dữ lắm. Ờ. Thưa má, con mới về. Con về rồi hả? Dạ. Em vợ con sao rồi? À mà tại sao con không nói vợ con về qua nhà ăn uống tắm rửa đi một chút? Tội nghiệp, nó lo cho em nó, bỏ bê cả bản thân luôn đó. Ờ, má à. Mấy anh tạm thời ổn rồi, vợ con không sao. Ờ. Má yên tâm đi. Ờ. Con vô phòng trước. Ờ. Cái thằng này, nó sao vậy không biết? Chắc là anh nhiều việc quá đó má. Mà chị dâu con đôi giày làm việc sao rồi? Vẫn vậy thôi má. Chị vẫn làm những việc linh tinh, không theo nội quy, cũng không đảm bảo giờ giấc. Chị là con dâu của ba má, là vợ của anh Hai, nên đồng nghiệp đâu có dám than phiền gì đâu. Em có sao không? Mỹ Anh! Mỹ Anh! Mỹ Anh! Mỹ Anh! Mỹ Anh! Mỹ Anh! Tỉnh lại Mỹ Anh! Mỹ Anh! Tỉnh lại đi! Mỹ Anh! Anh Hải đang... Ánh mắt đó, câu nói đó, cứ khiến mình nghĩ cô ấy chính là Minh Anh. Phải. Nếu như không nhìn vào gương mặt đó thì tất cả mọi thứ của em ấy đều rất quen thuộc, y như là Minh Anh của mình trước kia. Tại sao vậy? Tại sao vậy chứ? Tại sao vậy?
Hay là mình thật sự thấy lòng đổi dạ như vợ mình nói? Không, không, mình chưa từng yêu ai khác, chưa từng nghĩ tới ai khác ngoài Minh Anh. Trong lòng mình, trong lòng mình chỉ có một mình Minh Anh thôi. Đúng rồi. Nhưng mà trời ơi, chị tưởng em còn ngủ chứ. Em sao rồi? Còn đau ở đâu không? Có chuyện gì không ổn hả? Sao em cứ nhìn chị chằm chằm vậy? Em thấy có ổn không? Hay để chị ra gọi bác sĩ nha. Nè, không, không cần đâu. Mỹ Anh à, em có nhớ tại sao em lại bị té không? Không, em không nhớ gì hết. Sao em không đi thang máy mà em đi thang bộ để bị té vậy? Cũng may mà anh Hải đang chồng chị tìm thấy em á. Chị nói vậy là sao? Là lúc đó chị có một mình em ở thang bộ hả? Chị không biết nữa. Em ráng nhớ lại coi. Không phải lúc đó cả hai chúng ta đều có mặt ở cầu thang bộ và còn cãi nhau hay sao? Thì cả hai chúng ta cũng có mặt ở đó, nhưng mà đâu có cãi nhau. Mình chỉ đang nói chuyện công việc thôi. Sau đó em đi xuống cầu thang, còn chị ra ngoài lấy số liệu. Sau đó anh Hải Đăng phát hiện em nằm bất tỉnh dưới chân cầu thang á. Không lẽ em là em chị mà chị thấy em té chị bỏ mặc em sao? Chị lo cho em lắm luôn á. Em thấy từ trưa tới giờ chị chưa thay được bộ quần áo luôn á. Thấy em không sao, chị mừng lắm luôn á. Chị làm bộ làm tịch như vậy là đủ rồi. Lúc đó cả hai chúng ta đều có mặt ở cầu thang. Tôi té là vì chị. Đúng là chị không cố tình xô tôi, là tôi hụt chân té. Nhưng mà cuộc nói chuyện của chúng ta không phải là vì công việc, mà là vì một chuyện khác. Em nhớ hết mọi chuyện hả? Đương nhiên. Cũng tại em, em cứ buộc tội chị, làm chị tức giận. Chị thề với em đó, mình là chị em mà, không lẽ chị làm hại em sao? Em sao vậy Mỹ Anh? Em tin chị đi nha. Chị đói bụng quá, cả ngày chưa có ăn gì hết đó. Chị ra ngoài kiếm chút gì ăn. Chị về liền nha. Hồi nhỏ, em là một đứa bé ngỗ nghịch. Má với cô Út đã phải rất mệt mỏi vì em. Lớn lên, em càng gây nhiều chuyện phiền phức hơn nữa. Em đánh nhau với bạn bè trong trường, em lấy trộm tiền của má. Khi ra đời, em chưa có làm được gì ra hồn. Mà em đã tự coi mình là mẹ thiên hạ. Em khinh khi tất cả mọi người. Em là em, nói dối không ngượng miệng. Em chỉ thích tiêu xài tiền của đám đàn ông con trai. Em lừa gạt những người thân thiết. Em mắc nợ ngập đầu. Chị với má trả nợ cho em rất là nhiều lần.
em đâu có chịu sống chung với chị. Nhưng mỗi lần mà em tìm tới á, là chị biết em đang cần tiền. Không, Không phải như vậy đâu. Em không thể là một người như vậy được. Bởi vậy chị mới nói em không cần tìm lại bản thân của mình trong quá khứ làm gì hết. Nhiều khi á, ông trời muốn em sống một cuộc sống mới tốt đẹp hơn nên mới khiến cho em bị mất trí nhớ. Ông trời muốn cho em sống một quãng đời mới tốt đẹp hơn. Con gái, con là đứa hiền lành tốt bụng, sao tai ương hoạn nạn cứ tới với con liên tiếp vậy hả con? Má ước gì má có thể hứng chịu thay con. Má đáng bị trừng phạt, xin ông trời hãy trừng phạt má, đừng làm tổn hại tới con thêm lần nào nữa. Con gái của má. Đó là gương mặt của mình. Tại sao mẹ anh dám làm điều đó chứ? Bây giờ mình phải làm sao đây? Đây không phải là mình. Mình không thích gương mặt này. Đây không phải là tôi. Không phải là tôi. Này muốn tặng cho anh. Nhưng anh phải nhắm mắt lại đó nha. Quà tặng anh hả? Ừ. Rồi, nhắm mắt đúng không? Nhắm mắt rồi nè. Không được ăn gian đó nha. Nhắm rồi đâu có đâu, đâu mở mắt đâu. Xong rồi, anh mở mắt ra đi. Em biết là ở thành phố mình rất là ít ngày lạnh, nhưng em vẫn muốn tặng anh chiếc khăn quàng cổ này để giữ ấm cho anh khi mà anh có đi đâu về khuya hay là đi làm sớm. Em mất cả tuần mới đan xong chiếc khăn này đó. Lần đầu tiên em đan còn hơi vụng về, anh đừng có chê nha. Chiếc khăn này sẽ thay vòng tay của em, sưởi ấm cho anh. Sớm quá đi à. Đó, hai đứa mình đã buộc chặt với nhau rồi, không được tách rời đâu. Em không khỏe hả? Dạ không. Minh Anh, hôm nay thời tiết khá lạnh, em chọn khăn để giữ ấm nha.
Em đừng thấy chiếc khăn này cũ, nó đã theo anh suốt 2 năm qua. Những ngày mùa đông rét buốt ở xứ người, nhờ có nó mà anh được ấm áp. Minh Anh, 2 năm qua không một giây phút nào anh không nghĩ về em. Anh hiểu rõ tình yêu của anh dành cho em như thế nào, và anh cũng biết là em đối với anh ra sao. Minh Anh, anh đỡ em. Sao không chị? Em có sao không? Minh Anh, nè, em có sao không? Em không sao. Trời, chân em chảy máu rồi kìa. Mọi người, chuẩn bị xe đưa Minh Anh tới bệnh viện nhanh lên. Có ai không cứu thế giới? Có ai không? Minh Anh, là anh, hãy đăng đi, hãy đăng đi, là anh. Em có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không? Em không sao, em không sao. Được rồi, em ngồi xuống đây. Em đừng có lo lắng quá. Mỹ Anh, Mỹ Anh, không sao đâu, em đừng sợ, có anh đây. Đâu rồi? Đi đâu vậy trời? Minh Anh đâu rồi? Tôi không biết. Lúc tôi thức dậy không thấy đâu hết trơn á. Chắc người ta đã đưa cậu đi xét nghiệm. Để tôi đi hỏi. Ê, khoan đã, khoan đã. Đồ đạc của chị. Cậu đi đâu rồi chứ? Có khi nào chị bị đập đầu, nhớ lại hết tất cả mọi chuyện? Không được, anh mau gọi cho chị đi. Cô làm gì cổ rồi đúng không? Nói. Tôi không có làm gì hết trơn á. Tôi cũng đang lo sợ muốn chết đây nè. Anh mau tìm chị ấy đi, mau lên. Cổ mà xảy ra chuyện gì tôi không tha cho cô đâu. Không liên lạc được. Có khi nào cô về nhà không? Để tôi gọi về nhà. Má hả? Mi Anh có về nhà không má? Còn không biết, còn mới tỉnh dậy không thấy đâu hết á. Dạ, alo bác, con là Long này bác. Bác đừng có lo nha bác. Dạ, con sẽ đi tìm Mỹ Anh liền. Khi nào tìm được Mỹ Anh con sẽ báo cho bác biết. Dạ, dạ, dạ.
nào chị đi tìm Hải Đăng không ta? Anh nghe nè, Mỹ Anh sao rồi? Mỹ Anh ổn, chuẩn bị xuất viện rồi anh. Vậy thì tốt quá. Em gửi lời chúc mừng tới máy giùm anh nha. Dạ. Bây giờ anh phải đi làm rồi, có gì liên lạc sau ha. Dạ. Không, mình không thể vạch trần sự thật ngay lúc này. Mình cần xác minh lại nhiều thứ. Phải, mình cần xác minh. Sao đây anh ơi, em phải làm sao đây? Phải bình tĩnh lại, lúc này mình không được khóc. Mình phải bình tĩnh để suy nghĩ thấu đáo hết mọi chuyện. Tại sao Mỹ Anh nó lại làm như vậy với mình? Có ai ngoài đó biết chuyện này hay không? Còn má nữa, chẳng lẽ má không phân biệt đứa nào là đứa nào hay sao? Đừng quá xúc động, ảnh hưởng tới sức khỏe của con đó. Bác sĩ đã căn dặn những gì thì con phải thực hiện đúng theo chứ. Con phải cố giữ cho tinh thần thật là thoải mái, thật là vui vẻ nha con. Con đừng cố truy tìm ký ức của mình nữa.
cũng đừng nghe những gì người khác nói về mình. Con là con gái ngoan của má. Bây giờ con chỉ cần biết như vậy thôi. Nhớ con. Má, con gái tội nghiệp của má. Má ơi, chị đã kể cho em nghe tất cả về quá khứ của em rồi. Em còn không tin chị, em còn đi tìm kiếm câu trả lời từ ai khác nữa. Minh Anh, chị là chị của em mà. Thôi đi, con để cho em nó yên được không? Thiệt tình thì má không muốn con đi. Ít nhất là trong thời gian này, má không yên tâm khi con một mình ở nơi xa lạ. Mà nếu như con muốn đi thì má không cản. Còn nếu như con không muốn thì mặc kệ chị con đi. Con cứ ở đây với má, rồi sau đó mình tính tiếp nha. Có khi nào má biết mình là ai không? Không thể được. Má không thể nào thỏa hiệp với Mỹ Anh như vậy được. Nhưng nếu không biết thì tại sao má lại nói với mình những câu đó chứ? Còn anh Việt Lâm nữa, anh có biết sự thật hay không? Nếu như một ngày em nhớ lại tất cả mọi chuyện, anh mong là em đừng ghét bỏ anh. Anh chưa từng yêu người nào khác ngoài Mỹ Anh. Nhưng mà vì quá yêu Mỹ Anh nên anh đã có lỗi với em. Việt Lâm, anh ấy cũng biết chuyện sao? Không được, mình nhất định phải tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện trước khi mình vạch trần sự dối trá đáng sợ này. Má à, có chuyện gì vậy? Nói cho má biết, con đã làm gì, nói gì mà chị con lại trốn khỏi bệnh viện vậy, hả? Vậy là má biết nó thật sự là ai. Sự không nhớ ra chuyện gì hết hả? Chị muốn tôi nhớ ra chuyện gì? Đây không phải là lần đầu tiên mọi người phàn nàn vậy chị. Nếu như mà chị không hứa sửa đổi thì trong cuộc họp sáng mai em xin từ chối có chị ở trong bộ phận mẹ em quản lý. Còn làm sao vậy hả Minh Anh? Má, má tha lỗi cho con nha. Vừa ngày hôm qua em vẫn luôn là